Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục đồng hành cùng nhà đầu tư của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ 50 phút thứ năm hàng tuần. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có: sự cố môi trường luôn để lại hậu quả nghiêm trọng, có khi hàng chục năm không thể khắc phục. Ứng phó với sự cố môi trường được quy định rõ trong Luật Bảo vệ môi trường và được nhà nước, chính quyền và các cơ quan chức năng giám sát thường xuyên. Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường là một yếu tố quan trọng trong công cuộc bảo vệ môi trường, cần sự chung tay của chính quyền và doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình, mở đầu sẽ là tiểu mục điểm sáng. Thưa quý vị, ứng phó với sự cố môi trường là vấn đề quan trọng song hành với phát triển kinh tế. Các cơ quan chức năng thường xuyên giám sát, kiểm tra và hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ đầu tư triển khai hoạt động này. Và tại Bà Rịa Vũng Tàu đã có nhiều doanh nghiệp làm tốt công tác ứng phó sự cố thông qua việc lập kế hoạch cụ thể và tổ chức diễn tập để đối phó với những tình huống giả định cụ thể. Sự cố môi trường không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn gây ảnh hưởng xấu lâu dài đến đời sống con người và sinh vật. Đáng tiếc, vẫn có những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để xảy ra sự cố môi trường trong thời gian qua. Hoạt động tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, nhà máy luyện phôi thép Bomina 3 đã xảy ra nhiều sự cố, xả chất thải độc hại của ngành luyện phôi thép ra môi trường. Chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phải vào cuộc để xử lý sự việc này. Ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đại Nam tại xã Tóc Tiên, xảy ra sự cố làm bờ bao của hồ chứa và một phần tường rào bị dở. Toàn bộ nước trong hồ chứa, diện tích hồ khoảng 5.000 m2, khu vực tường bao, dở chảy tràn ra khu đất liền kề và chảy vào suối Giao Kèo. Bất cứ một lĩnh vực ngành nghề nào cũng có thể để xảy ra sự cố môi trường nếu không có kế hoạch phòng chống và ứng phó khi sự cố xảy ra. Vì vậy, trong nhiều năm qua, việc kiểm tra giám sát các doanh nghiệp về vấn đề môi trường đã được các ngành chức năng triển khai thường xuyên. Trong các nội dung kiểm tra doanh nghiệp thường niên, luôn có lĩnh vực bảo vệ môi trường với các nội dung cụ thể như lập và được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án, lập và được cấp giấy phép môi trường dự án, xây dựng, ban hành và công khai kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định. Cùng với sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, ý thức bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp đã nâng lên rõ rệt trong thời gian qua. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định. Nhiều doanh nghiệp tổ chức diễn tập trên quy mô lớn để đối phó với các tình huống giả định có thể xảy ra về sự cố môi trường. Trong năm 2023, hai doanh nghiệp hàng đầu về hóa dầu tại Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xử lý tràn đổ hóa chất là công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn và công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Houston Vina. Tại công ty hóa dầu Long Sơn, ngày 27 tháng 5 đã tổ chức diễn tập phương án có quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của hơn 40 cơ quan đơn vị cùng 500 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và hơn 50 phương tiện chuyên dụng. Cuộc diễn tập được tiến hành dựa trên các kịch bản tình huống xấu nhất, có tính tới phương án cứu hộ cứu nạn trên cao cũng như di tản dân cư. Đây là hoạt động được công ty chuẩn bị kỹ lưỡng bởi công ty xác định yếu tố bảo vệ môi trường luôn song hành với hoạt động kinh tế. Sau một thời gian xây dựng thì dự án sẽ vận hành chính thức vào đầu năm 2024 với mục tiêu trở thành công ty hóa dầu uy tín hàng đầu trong khu vực. Công ty cam kết hoạt động kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững với trọng tâm là chiến lược môi trường xã hội, quản trị minh bạch. Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Houston Vina ngày 16 tháng 12 vừa qua cũng tổ chức diễn tập trên quy mô lớn. Buổi diễn tập có nhiều nội dung mới, đặt ra yêu cầu cao trong giải quyết nhiều tình huống khó, liên hoàn, đặc biệt là cứu nạn, cứu hộ trên cao, thể hiện rõ nét sự hiệp đồng tác chiến, phát huy vai trò của cụm cơ quan doanh nghiệp trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Rõ ràng là nếu có sự chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch ứng phó cụ thể và tổ chức diễn tập đối phó với sự cố, thì sẽ khống chế được các sự cố môi trường hoặc hạn chế ở mức độ cao nhất những thiệt hại nếu sự cố xảy ra. Hôm qua 20 tháng 12, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường đã tổ chức hội nghị triển khai phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến ứng phó sự cố môi trường.
Thông qua hội nghị này, các cơ quan chức năng cũng đã cung cấp thông tin cụ thể cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp và các cơ quan có trách nhiệm phải lập và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường. Là một tỉnh có tốc độ phát triển nhanh về công nghiệp, thu hút nhiều loại hình ngành nghề sản xuất khác nhau, đặc biệt một số ngành nghề phát sinh nhiều chất thải, tiềm ẩn nhiều rủi ro về sự cố môi trường trong hoạt động, nhất là doanh nghiệp hoạt động các ngành nghề như xử lý chất thải nguy hại, sản xuất gang, thép, hóa chất, dệt nhuộm, da, thuộc da, dự án các công trình xử lý nước thải có quy mô lớn, có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường nước mặt, nước dưới đất và người dân. Do vậy, công tác phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường cần được đặc biệt chú trọng nhằm mục tiêu đảm bảo sẵn sàng và kịp thời ứng phó hiệu quả khi xảy ra sự cố, nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại đối với môi trường, cộng đồng cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thưa quý vị, triển khai áp dụng các công cụ phòng ngừa ứng phó với môi trường là yêu cầu đã được quy định cụ thể trong Luật Bảo vệ môi trường ban hành năm 2020. Tuy nhiên, thực tế vẫn xảy ra nhiều vi phạm dẫn đến sự cố môi trường. Nguyên nhân là do ý thức của doanh nghiệp chưa cao. Phóng viên của chuyên mục Đồng hành cùng nhà đầu tư đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Chí Sĩ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam về vấn đề này. Bên lề hội nghị triển khai phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến ứng phó sự cố môi trường, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức vào ngày hôm qua 20 tháng 12. Thưa tiến sĩ, cảm ơn tiến sĩ đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ, thì ông có thể cho biết cái ý nghĩa của cái việc mà ứng phó với sự cố môi trường không ạ? Như ta đã biết là theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 được quy định về sự cố môi trường và các giải pháp để ứng phó sự cố môi trường. Và trước đây chúng ta cũng có những cái quy định liên quan đến ứng phó sự cố do hóa chất, sự cố do tràn dầu. Thì tại sao chúng ta phải ứng phó sự cố? Chúng ta thấy rằng thời gian vừa rồi thực tế cho thấy rằng là rất nhiều sự cố do chất thải, do hóa chất, do tràn dầu, do thiên tai đã xảy ra tại Việt Nam, gây ra rất nhiều cái tác hại, gây ảnh hưởng sức khỏe, rồi thì tính mạng, tài sản của người dân. Chính vì vậy trên Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương đã rất quan tâm đến để ứng phó sự cố môi trường. Thì ứng phó sự cố môi trường giúp chúng ta thứ nhất là chủ động phòng ngừa để sự cố không xảy ra, và thứ hai nếu sự cố xảy ra thì chúng ta có thể giảm thiệt hại nhiều nhất đối với tính mạng, tài sản con người, và thứ ba là chúng ta có thể là giải quyết những cái hậu quả, làm sao cho như vậy là mang lại cái lợi ích, và thứ hai giảm thiểu thiệt hại lớn nhất. Dạ vâng, thưa tiến sĩ, vậy thì những cái lĩnh vực nào thường xảy ra sự cố và cần phải ứng phó với sự cố môi trường ạ? Trong luật thì đã quy định rất nhiều cái lĩnh vực để ứng phó sự cố. Chúng ta biết rằng là như tôi nói ban đầu, để về sự cố hiện nay xảy ra do thứ nhất là do chất thải, các loại chất thải, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại. Thứ hai, sự cố thể gây ra do quá trình kinh doanh, vận chuyển, rồi sản xuất, rồi khai thác, rồi chế biến dầu khí, rồi chất thải sinh ra trong quá trình hoạt động hóa chất, có nghĩa từ sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ, rồi kinh doanh hóa chất, rồi có thể chất sự cố thể xảy ra do những yếu tố tự nhiên thiên tai, ví dụ nắng nóng, rồi mưa lớn, rồi thì hạn hán, thì sạt lở đất, thì phóng thần, rồi thì rất nhiều cái sự cố do cháy rừng, rất nhiều sự cố do thiên tai khác. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta thấy được tất cả lĩnh vực chúng ta đều biết, đều cần phải quan tâm. Thế tuy nhiên chúng ta thấy là ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có một số cái lĩnh vực mà sản xuất kinh doanh, dịch vụ nó có những cái đặc thù. Thì đầu tiên chúng ta thấy là phải quan tâm nhất là lĩnh vực là khai thác, chế biến dầu khí. Đấy, lĩnh vực như vậy là rất dễ gây ô nhiễm cho tràn dầu, do cháy nổ, khí do cháy nổ dầu, xăng dầu. Đấy. Lĩnh vực thứ hai mà chúng tôi nghĩ rằng là Bà Rịa Vũng Tàu phải quan tâm, đấy là lĩnh vực sản xuất gang thép. Rất nhiều nhà máy thép ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được sản xuất ở quy mô tương khá lớn ở tỉnh chúng ta. Và thứ hai là trong thời gian vừa rồi cũng có một số sự cố xảy ra rồi. Rồi những lĩnh vực tiếp theo, tôi thấy rằng là
liên quan đến chế biến thủy sản. Đấy, chế biến thủy sản cũng có những sự cố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có khu xử lý chất thải tập trung. Đấy, thì ở tại khu vực đấy có thể là gây sự cố, ví dụ như là sụt tràn cái nước rỉ rác phát tán ra mùi hôi dân trang xung quanh. Thế ngoài ra thì chúng ta thấy khai thác khoáng sản cũng là sự cố, nên là lĩnh vực cũng rất là sự cố. Trên địa bàn chúng ta có rất nhiều cái mỏ khai thác đá, vì sự cố môi trường chúng ta không biết trước được nó có thể ra ở đâu. Về mặt nguyên tắc chủ trương là chúng ta phải phòng ngừa tất cả các loại sự cố có thể xảy ra trên địa bàn. Vâng, thì tiến sĩ, vậy thì cái quy trình thông tin và tổ chức ứng phó sự cố môi trường khi mà xảy ra thì như thế nào ạ? Cái quy trình ứng phó sự cố thì nó phụ thuộc vào cái mức độ sự cố, hay là phân loại sự cố, tức là phân hạng sự cố. Thế hiện nay thì theo luật thì có bốn cấp độ sự cố. Cấp thứ nhất là cấp lớn nhất là cấp quốc gia. Cấp thứ hai là cấp tỉnh. Và cấp thứ ba là cấp huyện, thứ bốn là cấp cơ sở. Thế thì tùy thuộc vào sự cố xảy ra ở mức nào thì như vậy cái quy trình thông báo, quy trình như vậy báo cáo, quy trình ứng phó nó sẽ khác nhau. Ví dụ cái cấp đầu tiên, cấp nhỏ nhất là cấp cơ sở. Thế thì khi mà sự cố xảy ra cấp cơ sở thì thứ nhất người phát hiện sự cố là phải báo cáo với lãnh đạo của đơn vị đó. Thế sau xác định được cái mức độ thì sẽ phải huy động lực lượng để mà là ứng phó ngay với cái sự cố xảy ra tại cấp cơ sở. Thế thì cái này cấp gọi là thấp nhất thôi. Cấp thấp nhất thì có thể là chỉ có báo cáo nội bộ thôi. Còn cái cấp cao nhất là cấp như vậy là cấp quốc gia, thì nếu sự cố xảy ra mà nó vượt quá tầm kiểm soát của tỉnh, hay nó liên quan đến nhiều tỉnh, hay phạm vi mở rộng nó ra nhiều tỉnh, thì phải báo cáo đi chính phủ, ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn sẽ phải thông báo với các đơn vị, các địa phương liên quan để ứng phó. Cho nên cái quy trình ứng phó sự cố được phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ xảy ra sự cố, và thứ hai là phụ thuộc vào cái phạm vi của cái sự cố đấy. Thực ra cái nguyên tắc mà ứng phó sự cố hiện nay là của các sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất, sự cố thiên tai, sự cố về môi trường là nguyên tắc là thứ nhất là bốn tại chỗ. Bốn tại chỗ nghĩa là gì? Là chỉ huy tại chỗ này. Thứ hai là lực lượng tại chỗ. Và thứ ba là trang thiết bị tại chỗ. Và thứ bốn là nguyên liệu vật hậu cần tại chỗ. Khi mà xảy ra bất kỳ cấp nào, chúng ta thấy cái sự cố môi trường là cái sự cố mà thứ nhất là nó dính rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Và thứ hai là có thể là xảy ra nhanh thì phạm vi ảnh hưởng có thể rộng, có thể là tác hại rất là nghiêm trọng. Cho nên thường là những cái sự cố môi trường là phải phối hợp với tất cả các hệ thống chính trị, các bộ, các sở ngành, các lực lượng ở địa phương sẵn có. Vâng, cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, phòng còn hơn chống. Đó là thông điệp của nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải tuân thủ trong vấn đề bảo vệ môi trường. Chủ động nguồn lực, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường là những yêu cầu được đề ra trong công văn số 15905 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới ban hành nhằm triển khai chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030. Phát triển kinh tế song hành với bảo vệ môi trường sẽ được tỉnh thực hiện quyết liệt trong thời gian tới. Chuyên mục đồng hành cùng nhà đầu tư tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.